Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Những chiếc SUV full size cỡ lớn luôn được giới nhà Việt săn đón. Một trong những số đó phải kể đến chiếc Cadillac Escalade hoàn toàn mới, thế hệ thứ 5 của dòng xe được ra mắt toàn cầu hồi năm 2020. Tại Việt Nam, những chiếc Cadillac Escalade được nhập về với mức giá bán dao động khoảng trên dưới 10 tỷ đồng tùy phiên bản. Chiếc xe này có tên gọi Cadillac Escalade ESV Platinum 600D 2021. Với ESV là bản trục cơ sở dài, Platinum là bản cao cấp. Phiên bản ESV trục cơ sở dài có kích thước tổng thể dài 5.763mm, rộng 2.059mm, cao 1.942mm. Đi cùng với chiều dài cơ sở 3.407mm, con số này dài hơn 300mm so với bản tiêu chuẩn 3.071mm. Cadillac Escalade vẫn giữ phong cách quen thuộc với lưới tản nhiệt lớn và đèn pha mỏng phía trước. Lưới tản nhiệt cũng có thiết kế kiểu mới bắt mắt hơn đời cũ. Ở phía sau, người dùng sẽ thấy đèn hậu dọc mỏng hơn. Cadillac trang bị bánh xe 22 inch là tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Nội thất Escalade 2021 sử dụng đến 3 màn hình OLED gồm màn hình hiển thị thông tin 7,2 inch phía bên trái của người lái, màn hình hỗ trợ lái 14,2 inch và màn hình giải trí 16,9 inch. Đây chính là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Escalade 2021. Chưa hết, ở phía sau hàng ghế trước được trang bị cặp màn hình giải trí 12,6 inch có thể kết nối đa phương tiện. Dành cho hàng khách, Cadillac Escalade được trang bị 36 loa thương hiệu AKG cho phiên bản cao cấp và 19 loa cho phiên bản tiêu chuẩn, để khách hàng ở phía trước và sau có thể nói chuyện trao đổi. Một cách dễ dàng, Escalade 2021 sử dụng các micro để thu và phát giọng nói. Ngoài ra, Cadillac còn được trang bị thêm hệ thống treo khí nén với 4 mức nâng hạ gầm và cửa hít mang lại trải nghiệm êm ái hơn bao giờ hết và rất nhiều trang bị tiện nghi và giải trí khác. Về vận hành, Cadillac Escalade ESV 600D dùng động cơ diesel 3.0 lít sản sinh công suất tối đa 277 mã lực và mô men xoắn cực đại 623 nm. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp Hydra, Matic và hệ dẫn động 2 cầu 4WD. Escalade 2021 được trang bị Cruise Control Super Cruise thông minh, hỗ trợ giúp người lái rảnh tay hơn khi cầm lái. Nó sử dụng dựa trên dữ liệu từ LiDAR, GPS, camera và hệ thống radar. Tuy nhiên đây chỉ là hệ thống hỗ trợ lái chứ không phải là hệ thống tự lái. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
luôn.